Hello, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã trở lại với kênh của bà mẹ trẻ khỏe nha. Và bây giờ mình sẽ kể về cái hành trình đi hái dâu ngày cuối cùng của mình. Bữa giờ nợ nhiều quá rồi. Thì thật ra cái đó là một cái vườn dâu, vốn là người quen của anh bạn ở trong nhóm chơi xe của ông chồng của mình. Nhưng mà biết làm sao không, lúc mà năm ngoái mình ở đó đó, thì trong một lần mà đi xuống dốc gặp cô em là kiểu nói sao ta, con gái của chủ nhà, bạn nó có coi TikTok với mình. Thế rồi hai chị em cứ nói chuyện trên Instagram miết cái thân với nhau cho đến giờ luôn. Thế là mình mến dữ lắm, mỗi lần mà đến đây á là mình lại ghé, bởi vì không có được giảm giá đồng nào đâu cả nhà, dĩ nhiên rồi, của ba mẹ em đó mà, đâu phải của em đâu mà em quyết định được. Nhưng mà mình thương mà mình thích á, thế là ghé hoài luôn. Ở tại đây á thì không có tốn phí vào vườn, mà mình hái được bao nhiêu mình sẽ cân ký lên, tùy mỗi loại dâu mà sẽ có cái giá khác nhau nha. Cô thương cô quý cho mình ăn tại ngay trong vườn luôn, chứ không thôi bình thường á là ăn sẽ bị phạt tiền á. Kỳ này đúng mùa hơn kỳ trước, cho nên ngọt, đỏ và thơm lắm. Cái nào mà mình ăn ở trên chặng đường đi thì hãy lựa cái trái đỏ thiệt là đỏ, còn nếu mà đem về biếu thì cả nhà nhớ lựa nó hơi còn trắng trắng một chút xíu nha. Lần này lên thì mình không có ở homestay, nhưng mà kỳ sau chắc chắn là mình sẽ thử, bởi vì mình thích ở trong mấy cái ngôi nhà bằng gỗ này lắm. Với lại kỳ này núp núp né né lại còn có một cái quán cà phê rất là yêu kiều như thế này nữa chứ, thì tại sao lại không ghé thì sống ảo ta. Hello, xin chào cả nhà. Mình vừa mới trở lại sau một chuyến du lịch Đà Lạt. Chắc là cả nhà cũng biết rồi, vì mình đã khoe 180 clip làm sao không biết được. Và cũng đã đến lịch hẹn đi dặm lại chân mày. Thì đây là đôi đồ long đao của mình. Mới vừa dặm xong á, cả nhà đừng có chú ý đến nó, cứ coi như là không thấy đi. Hả, giống vậy nè. Chuyện là như thế này, mình đi lên trên Đà Lạt mà lại kiểu lo chăm chăm soạn đồ cho hai đứa con nít, quay qua quay lại quên bén luôn là phải đem theo kem dưỡng. Thế là lên trên đó mặt mốc xanh mốc đỏ luôn, nó giống như nó bị kiểu lạnh quá, nó bị sần lên xong rồi nó mốc luôn cả nhà. Trong khi đó mình đi ra ngoài đường nha, thấy mấy bạn con gái trên đó đó, da gọi là mê chữ ê kéo dài luôn. Nên mình nghĩ là đi xuống dưới đây cái xong mà mình dưỡng lại thì cũng không sao. Mình có một cái thói quen rất là xấu luôn mà không biết có ai bị giống mình không, đó là không có trung thành với bất cứ một cái loại mỹ phẩm nào hết. Bởi vì mình cứ thích thử nghiệm cái nào phù hợp nhất với mình là mình dùng hà. Thì hôm bữa mình có dùng một cái loại ở trong Watson luôn, và nó có tác dụng, đây, da của mình cũng có trắng sáng lên. Nhưng sau khi đi Đà Lạt về thì tất cả đã đổ sông đổ bể, mình phải dưỡng lại từ đầu. Nhưng nó sạm quá đi, nên mình quyết định đã nói nhờ các bạn nhân viên trong Watson á, gọi là gì, tư vấn cho mình có cái loại nào mà thấy liền trắng liền lên đi, để nhỡ thí dụ mà có đi quay hay là kiểu lên video clip nó nhìn cho nó đỡ tả. Thì bạn đó có hướng dẫn cho mình đây, cái loại này kem dưỡng trắng nâng tông đó, nó ghi sẵn luôn, trắng nâng tông luôn ha, 3 trong 1, vừa dưỡng mà còn có makeup nhẹ nhẹ nữa. Mà cái này cũng của Senka. Hôm bữa thì mình nghĩ là cái sữa rửa mặt của mình dùng cái mà sữa rửa mặt collagen đó, mình thấy khá là ok, nên là mình quyết định để rinh cái em này về. Bây giờ mình sẽ thử dụng thử coi sao nha. Ở nắp còn dính lại rất là nhiều, nên là mình sẽ thử lên trên da của mình luôn. Nếu mà cái này có hiệu quả thì cả nhà có thể coi là một nguồn tham khảo nha. Nãy mình đã rửa mặt rất là kỹ rồi, nên là mình sẽ dùng cái kem này bôi lên trên, bôi lên trên. Mình đã bôi xong rồi nè cả nhà. Đúng là mình cảm thấy nó không có bị bết rít, với lại nó thấm liền vào trong da, và nó có nâng tông lên da tay đây, da mặt đây, nó có nâng tông lên đó, nhìn trắng liền luôn mà nó không có bị lộ. Trời ơi, không biết dưỡng đến bao giờ cho mặt nó trắng liền, trắng ngay và luôn được đây. Có tội đi lên trên đó cứ nghĩ là trời lạnh lắm, cả nhà không có che chắn gì hết trơn, ai ngờ đâu. Chưa nhận xét chất kem đúng không? Giá nhưng mà cái này nó có thêm một cái muỗng nữa lấy thì nó sẽ sạch hơn. Mình nghe mọi người nói là lấy như vậy thì nó sẽ đỡ bị kiểu tiếp xúc nhiều với lại không khí oxy hóa gì đó, mình cũng không có rành nữa. Ngửi kỹ lắm thì cũng không có thấy có mùi gì hết. Để mình đọc thử xem có tại sao mà nó giúp cho mình nâng tông lên nha. Thấy da trắng là thấy mê rồi. Đây, công thức từ phòng nghiên cứu khoa học thuộc tập đoàn Shiseido giúp thúc đẩy quá trình thẩm thấu và tối ưu hóa hiệu quả. Bộ phấn dưỡng da giúp nâng tông mang lại làn da trắng mịn tự nhiên. Đó đó, cái đó đó. Thành phần dưỡng trắng Antranasamic acid giảm sản sinh sắc tố melanin, giảm thâm sạm và đốm nâu. Mình hiểu. Chiết xuất tơ tằm trắng, ngọc trai hoa đào, dầu cám gạo, mật ong và hyaluronic acid. Không hương liệu thấy chưa? Đó, nó không hương liệu mà tao nói ngửi không ra mùi mà được kiểm nghiệm da liễu. Ok, cái này mình sẽ chăm chỉ sử dụng từ ngày hôm nay. Sản phẩm thứ hai mà cái bạn đó hướng dẫn cho mình mua, kiểu như mua một thì phải mua hai vậy đó trời ơi. Kem dưỡng dùng cho buổi tối nha cả nhà. Mặt nạ ngủ cấp ẩm chuyên sâu. Mình có nói với các bạn là buổi tối mình hiện chưa có dùng cái gì hết trơn á, với lại lấy cái nào cho mình không có cồn. Bởi vì hôm bữa cũng có nhiều bạn nhắc ở trên TikTok của mình là phải chú ý sản phẩm có cồn hay là có mùi không. Thì cái này không cồn, không hương liệu, không màu luôn cả nhà. Đó, để tối nay mình sẽ sử dụng cái này. Còn bây giờ đang là buổi sáng thì mình mới có sử dụng thử cái này thôi. Ok, buổi tối mình sẽ trở lại với cả nhà nha.
Hello, xin chào, đã trở lại với mình nha. Nhìn thấy cái chân mày chắc cả nhà cũng đã biết mình không giữ lời hứa có đúng không? Mình nói là buổi tối hôm đó mình sẽ quay lại và đắp mặt nạ ngủ cho cả nhà coi. Nhưng mà mình đã quên mất tiêu. Nhưng lại biết sao không? Để mấy ngày thì cũng sẽ thấy được cái sự thay đổi ở trên da. Đây, mình đã dưỡng trắng lại thành công rồi đây nè. Hôm nay là ngày thứ 7 kể từ lúc mà mình dùng cái kem đó, cả nhà thấy không? Nó bớt một số cái đốm nâu á, vì nó đã giúp cho mình có một cái lớp make up rất là hoàn hảo. Nhưng mà mình vừa mới rửa mặt xong rồi, bởi vì hôm nay mình quyết định là sẽ giới thiệu cái em này giống như lời hứa. Đây đây đây, cái nhãn này. Đây, em Senka mặt nạ ngủ đây, một tuần rồi nhưng mà bây giờ giả bộ cho vào trong hũ lại đi. Mình có thói quen hay trữ mấy cái hũ lắm, nhiều khi anh chồng mình bảo là cái nhà mình quá trời là hũ, không còn có chỗ để cái gì nữa hết trơn. Hộp chứ lộn, hộp đó. Rồi bây giờ sẽ giả bộ là unbox nha. Ten ten. Dùng cũng đã được một tuần rồi chứ có ít ỏi gì đâu. Nó có một cái màu xanh rất là bắt mắt. Đây đây, nhãn hiệu. Màu xanh rất là bắt mắt của Senka nha cả nhà. Và bên trong cái chất kem nó cũng giống y chang như vậy đúng không? Như là nước vậy đó. Trời ơi, đây cả nhà nhìn xem. Cái chất kem nhìn rất là đã luôn. Và đặc biệt khi mà mình cho lên da, cảm giác rớt mất cái nắp rồi. Cảm giác giống như làm nước vậy á, và thấm liền luôn á cả nhà. Và thích hợp với những bạn lười skincare như mình, bởi vì nó thấm liền á, không có chần chờ ngồi khô đồ. Với lại mình cũng không có biết là phải nhớ thứ tự như thế nào, trí nhớ cá vàng. Sao cả nhà thấy sao? Nhìn da nó có vẻ mướt ra thiệt đúng không? Hôm bữa lúc mà mới về á, thì lúc mà quay phim cho cả nhà coi phần 1 của video á, thì thấy ở dưới đây nó hơi mỏng mắt một chút. Hôm nay có thay đổi nhẹ, nhìn da nó cũng đã được dưỡng lại so với cái hôm bữa nó khô ráp quá đó. Cho nên là nếu mà cả nhà muốn tham khảo thì có thể dùng được cái loại này xem sao. Gala không có cái gì rõ ràng hơn là đọc thông tin ở trên hộp. Đây người ta ghi rõ là không cồn, không hương liệu, không màu, chứa chiết xuất collagen giúp da ẩm mịn, chống oxy hóa và gấp đôi dưỡng ẩm. Hyaluronic acid cùng thành phần thiên nhiên là dầu cấp nhỏ mật ong tơ tằm trắng. Đặc biệt nha, chiết xuất chestnut rose tăng khả năng giữ ẩm tự nhiên cho da, thích hợp cả cho da dầu và da mụn vì sản phẩm không có chứa các thành phần gây bít tắc lỗ chân lông. Thì nghĩ là da mình thuộc dạng da thường, không có vấn đề gì về da nhiều cho lắm, cho nên là cũng khá là thích hợp để sử dụng những cái sản phẩm như thế này. Da của mỗi người thì khác nhau, tìm hiểu kỹ và có thể là hỏi ý kiến của bác sĩ da liễu của mình nha. Mà bản thân mình thì thấy em này, đây là mặt nạ ngủ mà mình yêu thích nhất đó, bôi lên cái xong mà ngủ cảm thấy nó rất là mỏng nhẹ, nó không có bị bít tắc lỗ chân lông á. Rồi ok, vậy thì video hôm nay dông dài quá rồi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha.